Xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Lan Rừng Hàng Độc Sơ Rái Bắc Tây Nguyên À, hôm trước cái lô HO mà em xả đồng giá 200 000 thì hôm nay thì đang đang lựa những cái chậu khỏe đẹp để gửi cho các bác anh chị đặt hôm trước mọi người nha. Và hôm nay thì em vẫn tiếp tục là à, vẫn còn đang rất còn nhiều chậu đẹp để có thể là là cho chia sẻ cho các bác anh chị chúng ta à, để sưu tầm được cái cây năm cái trắng HO về làm giống chơi hoa. À, những năm trước thì giá nó rất là cao. Nhiều bác nhiều anh chị chúng ta cũng cũng thích yêu thích cái loại giống này nhưng mà không có điều kiện để chúng ta mua thì mọi người có thể là là mua sưu tầm trong đợt này luôn nha. Bởi vì đã bắt đầu tới cái mùa ươm cây của vương em rồi. Bây giờ là rất là cần để có những cái chỗ những cái sạp như vậy nè để bắt đầu là 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 ươm thêm cây. Nên là em sẽ chia sẻ À, hàng loạt chậu với đây với cái mức giá đồng giá là 200 000 một chậu thôi mọi người. À, cái mức giá này thì nó cũng bằng một cái dây giá hạt rừng thôi để các bác anh chị chúng ta có thể là thứ nhất là mọi người về sưu tầm được cái giống đẹp giá cả nó cũng rất phải chăng mọi người ha. Và thứ hai thì em cũng có thêm chỗ để có thể là là tiếp tục nhân kỳ làm giống để phục vụ các bác anh chị trong những cái mua giải tiếp theo. Rồi đây à Mọi người thầy xem là tất cả những cái này thì đều là hàng vườn làm Nói chung là hàng vườn làm nên là chia sẻ được với mọi người cái mức giá rất phải chăng nha mọi người Chuẩn giống năm cái trắng HO mọi người nha Bảo hành hoa, bảo hành cây chuẩn chỉ đến khi nào ra hoa thôi Nói chung là cái đây thì nó nở hoa tại vườn rất nhiều lần rồi Đây là chia sẻ cho các bác anh chị làm giống rất là an tâm luôn Đây, về thân lá thì HO chắc bác nào anh chị nào chúng ta hay sưu tầm HO nhìn phát biết ngay mọi người nha Cây nè, đó, rồi và mỗi chậu thì đều có giá là 200 ngàn một chậu thôi nhé mọi người 200 ngàn một chậu và giá trên là chưa bao gồm phí vận chuyển phí vận chuyển sẽ do bên đơn vị vận chuyển họ thu thì mọi người mua thì mọi người thanh toán tiền lan với tiền ship cho bưu tá lúc nhận hàng là được nha đây đó. rồi thì nói chung là trong đây cũng có khá nhiều chậu ở ngoài kia thì em cũng có thêm cỡ tầm hơn chục chậu nữa thì cho thoải mái các bác anh chị chúng ta đặt mọi người thích đặt bao nhiêu chậu cũng được ha rồi em sẽ ưu tiên em lựa những cây khỏe đẹp trước để gửi cho mọi người nha còn những cây nhỏ nhỏ đây thì có thể là 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 ươm sau hoặc là ví dụ khi nào mà hết cạn kia không còn cái chậu nào để gửi thì lúc đó mới mới gửi những cái chậu về cho mọi người nha rồi đây mà mọi người ngắm lại lần nữa nha năm cái trắng ho hay còn nó là cái tên viết tắt của cây năm cái trắng hiền oan đó mọi người đó, hoặc là ngoài ra còn một cái tên gọi khác nữa là năm cái trắng hòa bình đó hoa thì chắc là cũng nhiều bán nhiều anh chị chúng ta cũng biết rồi hoa năm cánh trắng à, mắt hồng to mọi người ha rồi Rồi xin chào à, mọi người mua thì em sẽ đóng gói vào thùng xốp em gửi mọi người chỉ việc thanh toán tiền lang với tin ship cho buổi tái lúc nhận hàng là được và gửi nguyên chậu luôn nhé mọi người gửi nguyên chậu về các bác anh chị chỉ biết để nguyên chậu ta có thể là thích người ta thử gắn những cái móc mới chúng ta treo lên hoặc đặt trên cái sạp ở trong nhà cũng được tùy thích của mọi người ha rồi xin chào và hẹn gặp lại mọi người nha. Hôm nay là năm cánh trắng HO thì gọi là hàng xả đồng loạt <laughs> để có chỗ trồng thêm những cái giống lan mới phục vụ mọi người nên là cái mức giá 200 000 một chậu thôi mấy, mấy, mấy mọi người. Rồi xin cảm ơn mọi người ạ.